Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mỗi gia đình. 714-898-0765, 898-0765. Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị chương trình phần 3 của ngày hôm nay. Và trên đường dây tôi có một khán giả, xin bà lặp lại câu hỏi của bà đi. Chuyện đầu tiên, bà nói là cái chích đó nó có nổi lên cái mụn trên trên mông bà không? Nó có mà chích hột sải gì á bác sĩ, nó có nhiều. Ok. Nhưng mà nó chích một lần nó đau, mà nó đau một cái vùng đó mà hình như tê, hình như là cái gì nó bò bò vậy. Mình cảm khoảng chừng 15 phút nó hết, cái lâu lâu nó chích trở lại. Nhưng mà cái mụn đó nó có nước không? Nó cái mụn nó nổi, nó có nó nước có không? Nước, nó co queo rồi, nếu như mình nhìn mình cũng không biết nữa, nó không có nước. Bị bao nhiêu lâu rồi bà? Nó được một tuần rồi. Đi bác sĩ cho uống cái thuốc này, nhưng mà mình thấy cái chừng uống được mấy ngàn, thấy cái đô nó cao quá, chính sẵn hỏi bác sĩ coi uống là một ngày 5 viên. Ok, nó tóm lại đó, theo bà nói đó thì bác sĩ gia đình nghi bà bị herpes zoster, mà cho bà 800 mg acyclovir ngày 5 viên. Nếu mà nếu mà thật ra là cái bệnh mà bị yellow đó, shingles đó, thì cái đô không có cao, nhưng mà tại tôi không thấy được cái nó nổi cái mày đai ra làm sao đó thì tôi cũng không biết nói rõ được. Nhưng mà nếu mà tôi nghĩ đó là cái người bác sĩ gia đình mà nghĩ là cái bệnh shingles đó thì uống cái thuốc này đủ rồi, cái đô không có cao quá. Bác sĩ nói cái này không phải shingles, nhưng mà cái thép da đó, bác sĩ gia đình lấy cái miếng phiêu chip á chấm ngay đó để mình thử á, thì nó mình coi ở trong cái kết quả nó ra là Herpes simplex. Herpes simplex là nó có hai tên, cái bệnh nào nó cũng có hai tên hết đó. Cái bệnh này là này, em coi trên bác sĩ cho cái resort ra là herpes simplex là cái bệnh gì đó, phải giờ leo không bác sĩ? It is giờ leo. Nó herpes simplex là bệnh giờ leo. Herpes simplex. Bên Mỹ này cái bệnh nào nó cũng có hai tên hết đó. Một cái tên là shingles, cái tên kia là herpes simplex. Okay. Nhưng mà đó, thì nếu mà mình nghi là herpes simplex đó, thì mình phải chờ, mình uống nó không có hết ngay lúc đó đâu, mình phải uống 7 tới 10 ngày nó mới từ từ nó mới giảm đi. Mà sau khi nó giảm đi 2 3 tuần sau nó cũng vẫn còn đau, nó gọi là push. Đúng, nó gọi là bác sĩ thấy uống vô thì nó bớt. Bác sĩ hỏi bác sĩ có phải giờ không, bác sĩ nó không phải, nhưng mà bác sĩ kêu uống 10 ngày, bây giờ mình uống được 5 ngày rồi nhưng mà thấy nó bớt. Uống hết no, bà phải uống hết 10 ngày. Bạn nên uống hết 10 ngày đúng như bác sĩ bà dặn. Bạn nếu mà còn đau nữa, tôi vẫn có thể thêm thuốc cho bà được. Nhiều thứ thuốc khác để làm bà giảm đau lắm. Ok. Nếu mà mình uống 10 ngày mà thấy nó bớt thì thôi. Còn nó không bớt, mình phải trở lại bác sĩ. Yes, trở lại bác gia đình để bác sĩ cho thêm thuốc. Tại vì sợ cái nó kéo dài đó. Bệnh này nó thử đó, nó bà bị herpes đó. Herpes, herpes hay là shingle. Yeah. Nhưng mà shingle hay là herpes gì? Herpes shingle là một thứ. Một thứ, nó có hai tên. Nhưng mà bác sĩ gia đình nói cái shingle là phải 65 tuổi mới chích được, còn cái này mình mới có 52. Không phải, chích là chích thuốc ngừa. Không phải, bà hiểu lầm rồi. Nói chích thuốc là chích thuốc ngừa, đặng mai mốt bà không có cái nguy cơ mà bà bị cái bệnh trở lại đó thì nó giảm đi. Cái đó là chích thuốc khác, cái đó là chích thuốc ngừa thôi. Còn cái bệnh đó là cái bệnh shingle. Là cái bệnh shingle, là cái bệnh herpes. Một cái điều nữa bà phải nhớ đó là sau khi 10 ngày đó, sau khi cái mày đai mà nó hết rồi đó, có nhiều người họ sẽ đau, họ sẽ bị đau hay là bị sốt cái chừng 2 tuần tới 3 tuần sau đó, nó gọi là postherpetic neuralgia đó, nghĩa là nó kéo dài đó. Cái đó mình phải trở lại bác sĩ gia đình, đặng họ có thể họ cho một cái thuốc dán, nó gọi là lidoderm, mình dán lên đặng nó đỡ đau. Bây giờ bác sĩ như cho uống 10 ngày mà uống hết 10 ngày phải uống hết này, cho 1-2 tuần coi nó có hết hẳn không. Yeah. Nếu mà không thì tôi trở lại bác sĩ. Đúng rồi. Dán là phải uống, phải uống đủ 10 ngày. Xong rồi nếu mà bây giờ đang uống nè. Dạ. Phải uống hết cái thuốc mà sau khi mấy cái bệnh nó uống hết, nhưng mà nhiều khi nó cũng chưa hết hẳn liền, phải không bác? Đúng rồi. Cái mề đai nó sẽ không còn đó, nó sẽ không còn cái mề đai nữa, nhưng mà cái da đó nó sẽ đau. Nếu mà nó vẫn còn đau đó thì trở lại bác sĩ gia đình, đặng xin cái thuốc nó gọi là lidoderm, đặng mình dán lên đặng nó đỡ đau. Lidoderm mà bác sĩ. Rồi xong rồi, cảm ơn bà nha. Yeah. Ok. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin khán giả cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Tôi là Nguyễn Thị Anh, tôi 54 tuổi. Tôi ở Phật Đàm Bà Lai, tôi muốn hỏi là vừa rồi tôi đi soi bao tử, mà sao bác sĩ soi bao tử tôi khi tôi tỉnh lại thì đưa cái thư cho tôi, nói tôi về bác sĩ gia đình coi kết quả. Chứ sao bác sĩ
khoa không coi mà vậy coi bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình. Mắt vậy. Cái trường hợp này có rất nhiều thành viên của tôi cũng hỏi cái này. Nếu mà bác sĩ chuyên khoa mà soi bao tử mà họ thấy có gì rất là nguy hiểm đó thì họ sẽ nói chuyện với cô ngay lúc đó. Nhưng mà họ thấy nếu mà có bình thường giống như là nó bị giống như là gastritis, như là nó bị hở cuốn phổi mấy cái đó, hở cuốn bao tử đó, mấy cái mà nó không có gì mà cấp cứu nguy hiểm đó, thì họ muốn trở lại bác sĩ gia đình, làm bác sĩ gia đình có nhiều thì giờ đặng cắt nghĩa cho cô hơn. Thành ra thường thường nếu mà mình soi bao tử hay soi ruột già mà không có thấy trục trặc mà có gì nguy hiểm như là ung thư đó, thì thường thường mấy người bác sĩ chuyên khoa họ sẽ gửi cô trở lại đặng nói chuyện với bác sĩ gia đình. Thêm vào đó bà biết là khi sau khi họ soi đó, thường thường bác sĩ nhân nói họ thấy không có gì đặc biệt hết, nhưng họ vẫn làm biopsy, họ vẫn làm cái sinh thiết đó, biopsy họ phải chờ kết quả đó về. Thường thường là sẽ không có gì, thường thường họ sẽ gửi cho bác sĩ gia đình. Thì họ bà cho bà hẹn trở lại các bác sĩ gia đình, lúc đó bác sĩ gia đình kết quả của cái biopsy sinh thiết cho biết là không có gì hết. Thì bà nên mừng là tại vì thường thường không có sao đâu. Thì đã có gì ông bác sĩ về ông soi đã thấy rồi, ông đã nói rồi. Nhưng mà muốn kỹ đó, thường thường người ta làm thêm cái biopsy nữa, ta lấy một chút xíu tế bào ở cái bao tử của bà đó, người ta đi thử. Nhưng mà cái thường thường là ông coi ông đã thấy không có gì quan trọng rồi. Mà ông làm biopsy chỉ là để cho chắc ăn thôi, để cho 100% thôi. Thì ông làm cái biopsy nhẹ nhẹ đó, ông làm sinh thiết biopsy, ông lấy một cái mẫu ở trong bao tử của bà, ông gửi phòng thí nghiệm. Đâu có ngay được, phải thách có khi cả tuần nó mới có kết quả. Thành ra ông ấy biểu bà trở lại bác sĩ gia đình để bác sĩ gia đình đọc kết quả cho bà. Mà có 99% nó sẽ ok. Nhá. Vậy là bà mừng rồi, vậy là bà sẽ ok rồi, không sao nha. Dạ, vậy là phải về bác sĩ gia đình. Yes, bà phải về bác sĩ gia đình. Để bác sĩ gia đình chụp suốt mai tôi tỉnh lại thì ông đưa thư, ông nói về bác sĩ gia đình chứ đúng không rồi. Nói gì hết. Tại có nghĩa là ông không thấy gì mà đặc biệt hết. Ông về bác sĩ gia đình cách nghĩa cho bà nghe. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ok. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chào bà. Dạ, chào bà. It's interesting, and it's a good question. Dạ. Tại trong cái cộng đồng y khoa y tế Việt Nam của mình đó, thì tất cả mấy người chuyên khoa với bác sĩ gia đình làm việc với nhau, làm việc với nhau rất là we work together very very well. Yeah. That's good. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin khán giả cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Hello. Dạ. Yeah. Bà cứ nói. Em tên Châu và em 50 tuổi. Dạ. Dạ, chào cô. Bà vặn TV xuống đi để khỏi bị echo. Bà nói bằng phone thì tôi mới nghe rõ được. Dạ. Bà cứ nói đi. Hỏi nha, giống cái tay bên tay phải á hay bị nhức hoài. Nó giống như mình lắc cái tay nó cũng nhức như trong xương vậy đó. Ở bác sĩ có thuốc không? Nó nhức ở chỗ nào? Nhức ở bàn tay hay là cái cánh tay hay là... Nguyên cái cánh tay. Nguyên cánh tay hả? Ok. Bà có làm gì việc gì nặng nhọc dùng tay nhiều không? Có, đi làm nhà hàng á. Ok, thì như vậy là bà phải khiêng đồ làm này kia dùng tay nhiều đó. Thì mấy trường hợp không có gì nguy hiểm hết đó, trừ trường hợp nó có sưng lên không? Không, nó okay. Giống như mình nó giật hết cái cánh tay của mình lâu lâu nó giật. Ok. Bây giờ nó cũng đang giật. Như bà có bác sĩ gia đình không? Có, nhưng mà bác sĩ họ không có nói gì hết. Thường thường đó thì tôi đồng ý bác sĩ nhân, thường thường bị như vậy thì thường mình cho baclofen, ibuprofen phải không? Cái trường hợp của cô, tôi có rất nhiều thành viên mà bị cái trường hợp này. Họ làm cái nghề nail hay là họ làm trong nhà hàng, họ phải khiêng mấy cái đồ nặng. Có ba cái thứ mà tôi dùng. Cái thứ mà tôi thích nhất đó là nếu mà nó đau cổ tay hay là đau cái cùi chỏ đó, là mình phải mang cái brace. Mình mang cái wrist brace, cái đó là cái quan trọng nhất. Tôi nghĩ quan trọng hơn uống thuốc nữa là tại cái đó mình có thể dùng lâu dài được. Mình mang cái brace, mình có thể mang năm này qua năm kia. Thuốc đó thì chúng ta sĩ Toản nói đó, thì mình có thể uống giống như là Advil hay là Tylenol để nó giảm cái sưng xuống một tí, hay là mình có thể uống cái thuốc nó gọi là baclofen, là muscles relaxing. Đặng mình cái thuốc này mình uống tối trước khi mình đi ngủ, đặng tối mình ngủ khỏe đó, đặng mấy cái bắp thịt nó không có co lại, nó làm spasm, cổ bị nó giật giật đó, nó bị giật giật đó, thì mình có thể cho uống cái thuốc baclofen là thuốc muscle relaxing, đặng nó đỡ giật. Thuốc thứ nhì là thuốc Advil hay là cái tên kia của nó là ibuprofen 400 hay 600, đặng nó giảm sưng và giảm đau. Nhưng mà cái quan trọng nhất tôi luôn luôn khuyên đó, phải mua nó gọi là cái brace,
mình đặng mình mang đặng đặng nó support được cái cổ tay của mình hay là cái cùi chỏ. Cổ tay cô với lại cùi chỏ cô có đau không? Không, okay. Nguyên cánh tay. Nguyên cánh tay. Giữa chỗ cái bắp tay. Nếu mà nguyên cánh tay không thì tôi nghĩ là cái quan trọng là cô phải mang uống cái thuốc đó, uống hai cái thuốc mà tôi vừa mới nói đó. Nhưng mà vẫn phải đi bác sĩ gia đình nhé. Tôi khuyên cô nên gặp bác sĩ gia đình coi be sure là không có gì vấn đề khác. Nếu mà là nguyên cái tay mà nó tê mấy ngón tay đó thì tôi khuyên phải đi bác sĩ gia đình nặng chụp cái cổ. Yeah. Đặng coi mấy cái khớp xương trong cái cổ của cô đó nó có ép mấy cái sợi dây thần kinh hay không đó. Yeah. Tại có nhiều khi trong cổ của mình mấy cái xương đó nó ép cái dây thần kinh. Nó tóm lại là thì theo tôi thì cô nên thử uống, cô ra ngoài chợ cô mua viên Advil đó, cái việc cô uống viên Advil mà 200 mg đó, ibuprofen 200 mg, uống thử, uống sau khi ăn nha, coi nó có đỡ không? Không hết thì bác gia đình nha. Cảm ơn cô nha. Yeah. À, trên đường dây tôi có một khán giả thì xin khán giả giữ đường dây, đừng có hang up tại vì mình sẽ nói chuyện off air, tại bây giờ phần 3 đã đến đây phải xin tạm gián đoạn dành phần quảng cáo cho những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tôi sẽ trở lại với lại on air sau khi phần quảng cáo. Tuy nhiên trong khi đó tiếp tục nói chuyện với bà nha. Thì xin ban kỹ thuật cho off air để mình nói chuyện off air.